cận cảnh trọn bộ ảnh cưới siêu lung linh của ca sĩ Mia và ông xã kém 3 tuổi. Sau màn cầu hôn tại Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ Mia và ông xã kém tuổi trở lại nhịp sống ngày thường. Cả hai đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào đầu tháng 1. Theo nguồn tin riêng, hôn lễ của nữ ca sĩ Mia và ông xã Triệu Vương sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 1 tại quê nhà của cô dâu và 9 tháng 1 tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Mia còn gây chú ý khi hé lộ loạt ảnh cưới của cô và ông xã Triệu Vương trước vài ngày cả hai chính thức về chung một nhà. Trong loạt ảnh này, cặp đôi gây ấn tượng với phong cách tự do nhưng vẫn không kém phần lãng mạn. Theo chia sẻ từ phía cô, trước khi tiến đến hôn nhân, cô và ông xã đã có khoảng thời gian dài tìm hiểu. Dù Triệu Vương nhỏ tuổi hơn Mia, nhưng đó không phải là rào cản của cặp đôi. Mia và Triệu Vương từng là bạn chung của nhóm nhạc 365. Chính cơ duyên này đã giúp cả hai nảy sinh tình cảm. Trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, cả hai đã có khoảng thời gian dài tìm hiểu. Dù Triệu Vương nhỏ tuổi hơn Mia, nhưng không phải là rào cản ảnh hưởng đến tình cảm của cặp đôi. Tuy nhiên đến hiện tại, kế hoạch về đám cưới vẫn chưa được phía Mia tiết lộ với khán giả. Trước ngày cưới, học trò Ngô Thanh Vân đã tung bộ ảnh xinh đẹp như MV, khiến cư dân mạng suýt xoa. Vào ngày 25 tháng 11 vừa qua, Mia đã tổ chức lễ ăn hỏi. Buổi lễ được tổ chức bí mật nhưng nhiều đồng nghiệp và fan hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến ca sĩ. Cô chia sẻ, việc cô lấy chồng đã nằm trong kế hoạch có sẵn từ trước lâu rồi, mà người đẹp cũng dành lời cảm ơn đến tình cảm mà mọi người dành cho mình. Mặc dù bận rộn với những công việc của cuối năm, nhưng cặp đôi vẫn dành thời gian để chuẩn bị chu đáo và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ cho ngày hạnh phúc mà họ mong đợi nhất. Thiệp cưới được hai vợ chồng thiết kế khá đơn giản và trang nhã. Và đây chính là đám cưới của sao Việt đầu tiên năm 2019. Hy vọng sau hơn nhiều năm tìm hiểu và yêu nhau, cặp đôi sẽ luôn hạnh phúc khi về chung một nhà. Mia được khán giả biết đến là một nữ ca sĩ xinh đẹp, luôn gây ấn tượng với hình ảnh cá tính cùng vũ đạo bốc lửa khi đứng trên sân khấu. Đám cưới của cô nàng sẽ mở màn sóng đất thành công cho ngày vui của showbiz Việt trong năm 2019.